Bia thái sơn thạch cảm đương trừ tà khí, chấn áp xui xẻo vô cùng hiệu quả một. Thái sơn thạch cảm đương là gì? Bia thái sơn thạch cam đường chu ta khi. Thạch cảm đương còn được gọi là thái sơn thạch cảm đương, thạch tướng quân hay đá thần. Bia thái sơn thạch cảm đương là loại phù khắc chữ trên đá, có thể là tảng đá nguyên, có thể là bia đá, có thể là với tượng đồng kỳ lân hay đầu hổ, hay là tấm bia dán trên tường, trên gương bát quái. Ba chữ thạch cảm đương nghĩa là đá dám đương đầu, đã có thể chống lại mọi thế lực hắc ám. Thái Sơn Thạch Cảm Đương có nghĩa rất đơn giản là đá của Thái Sơn có thể chống đỡ được tất cả mọi thứ. Đây là linh vật hóa sát khá phổ biến trong phong thủy, nhất là ngoài miền Bắc. Thạch Cảm Đương đã có lịch sử lâu đời, những ghi chép sớm nhất về Thạch Cảm Đương xuất hiện từ đời Hán. Tương truyền rằng năm 1044, ở huyện Bồ Điền, tỉnh Phúc Kiến đã phát hiện ra Thạch Cảm Đương có khắc dòng chữ Thạch Cảm Dương, Trấn Bách Quỷ, Yểm Bách Ương, Quan Sử Phúc, Bách tinh Khang, phong giáo thịnh lễ nhạc sương sở dĩ thạch cảm đương được thêm vào chữ thái sơn vì nó liên quan tới đại vị tổ tông ngũ nhạc của thái sơn người ta cho rằng đá trên núi thái sơn có năng lực siêu nhiên và rất linh thiêng hán vũ đế từng lấy đá ở đây mang về để ở trong cung trừ tà thay thế người dân cho rằng đến vua còn dùng đá của núi thái sơn để bảo vệ đất nước thì đương nhiên có thể bảo vệ được cho họ thái sơn thạch cảm đương không phải đều được làm từ đá của núi thái sơn thường thì chúng được lấy theo đá của vùng gần nhất chỉ là dựa vào hai chữ Thái Sơn Linh Thiêng để tăng thêm hiệu quả trừ tà. Vật phẩm phong thủy bia thạch cảm đương cũng có nhiều hình dáng, hình tròn, hình trụ, hình ngọn núi, chạm khắc nổi những hình bát quái, đầu sư tử, khắc chữ. 2. Tác dụng của Thái Sơn Thạch Cảm Đương Bia Thái Sơn TCD Vật phẩm phong thủy này dùng để vô hiệu hóa sát khí. Nó được coi là vật khí mạnh mẽ để bảo trợ cũng như mang đến may mắn cho con người, có thể kể đến 10 tác dụng sau. 1 trừ hại của bát quỷ. 2. Bảo bảo vệ con người, chống lại tai ương đến với gia đình, nhà cửa. 3. Hỗ trợ và loại trừ cạnh tranh đối với những nhân vật cao cấp và chống đỡ lại những đe dọa từ bên ngoài. 4. Loại trừ tà khí, giữ sức khỏe cho gia đình. 5. Mang ý nghĩa cầu may mắn đến nhà. 6. Có ý nghĩa cứu giải cho thành viên bị đang đau yếu trong gia đình. 7. Dẫn lái tà khí trệ ra ngoài nhà có tác dụng như một gương bát quái. 8. Chống lại những tai nạn từ bên ngoài xâm nhập. 9. Chống lại sự dòng ngõ của những kẻ trộm cắp. 10. Sự hiện diện của nó tựa như tượng phúc lộc thọ. 3. Cách đặt bia Thái Sơn Thạch Cảm đương chuẩn phong thủy. Bia TSTCD đạt Nga ba đường. Khi bài trí Thạch Cảm đương cần chú ý, phải đặt ở chỗ sạch sẽ khô ráo, thời gian tốt nhất là trước và sau 9 giờ. Theo phong thủy, nên đặt bia thái sơn thạch cảm đương ở những nơi sung yếu và bị sát khí gây ảnh hưởng như trước cửa chính, cửa chính, đầu ngõ, đầu đường để trừ tà, xua đuổi những điều không may. Ngoài ra, nó còn có tác dụng lùa gió, phòng chống nước, tạo phúc cho sự nghiệp của bạn, giúp bạn an khang mạnh khỏe, chữa bệnh. Nếu trong nhà không được bình yên thì có thể đặt một tấm bia thái sơn thạch cảm đương. Người trong nhà có thể kê cao gối mà ngủ, yên tâm về sự bình an cát tường, tiền tài như nước. Nếu nhà có cổng bị một con đường trực xung hay ở một ngã ba thì trên bức tường trước, hoặc sau cổng đặt một tấm bia thái sơn thạch cảm đương để hóa giải thế mã lộ xung môn, đường cái trực xung với cửa. Nếu cổng hoặc cửa sổ của ngôi nhà đối diện với góc nhọn của mái hiên nhà gần đó thì cũng có thể đặt tấm bia đá này trước cửa chính hoặc trên bậu cửa sổ để hóa giải nguy hại của nó. Để tránh tà cho nhà ở thì cũng có thể đặt tấm bia này trong nhà sao cho mặt chữ hướng ra ngoài bạn có thể đặt thạch cảm đương thu nhỏ được làm bằng ngọc rất tinh xảo trước cửa nhà. Ngọc bội hình thạch cảm đương để treo ở cửa cũng có tác dụng không kém trụ đá lớn. Lưu ý, các linh vật phong thủy cần được khai quang cẩn thận, đặt đúng vị trí và xem ngày giờ đặt. Có như vậy mới có tác dụng phát huy hết công năng sử dụng của các linh vật phong thủy đồng thời tránh được phản tác dụng khi đặt sai vị trí.